Khi dịch bệnh COVID-19 lan tràn khắp thế giới thì nhiều nơi như là Mỹ, châu Âu hay là Australia đều ban hành các chính sách hạn chế đi lại, kể cả trong khu vực và cả hạn chế hoặc là bất ngờ hủy hàng loạt chuyến bay giữa các nước. Bởi vậy mà vài ngày qua có rất nhiều công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại một số sân bay trong quá trình di chuyển về nước. Và Đại sứ quán Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các địa điểm này đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Tại Singapore, từ chỗ là tâm dịch của thế giới thì trong những ngày qua, Trung Quốc đại lục liên tục nhận được những tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống COVID-19. Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận ca nhiễm mới nào kể từ ngày 18 tháng 3, tức là gần một tuần trước, và tỉnh Hồ Bắc ngày hôm nay thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Chuyển đổi sang chế độ làm việc trực tuyến đang là nhu cầu cấp bách của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Vừa qua thì tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã giới thiệu giải pháp đa dịch vụ để chuyển đổi chế độ làm việc sang trực tuyến cho doanh nghiệp với nhiều tiện ích và ưu đãi. Vâng, những ngày qua dân mạng Việt Nam truyền nhau câu nói vui: "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần." Nhưng xét tình hình dịch bệnh đã lan tràn khắp thế giới và đường về nước cũng vô cùng gian nan như phóng sự vừa nêu thì câu này có thể sửa lại là hãy đứng yên khi mẹ trái đất cần. Đó cũng là một cách chúng ta đóng góp vào cho cuộc chiến chống đại dịch trên toàn thế giới lúc này. Và đó cũng là khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sau khi Lào ghi nhận hai ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này. Khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Lào nên ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19. Bà con nên hạn chế tối đa việc di chuyển cũng như về nước trong thời điểm này do rủi ro lây nhiễm trên các phương tiện giao thông rất lớn. Khả năng y tế như là xét nghiệm, cách ly, cơ sở hạ tầng hay là trang thiết bị trong nước còn nhiều khó khăn, khó có thể cùng lúc đáp ứng được số lượng lớn công dân ta về nước. Cộng đồng người Việt tại Lào có thể trao đổi với Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán thông tin về dịch và nhận hỗ trợ khi cần qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hiện đang có ở trên màn hình. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra để đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo. Thủ tướng giao Bộ